Xin được trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, Evasinh là đơn vị được quốc tế về ký kết hợp tác về lĩnh vực đào tạo nhân sự, phát triển mỹ phẩm và các công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất của Việt Nam. Và Thùy Dương cũng xin được mời ông Đinh Quang Hòe sẽ cùng nán lại sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với phần ký kết tiếp theo. Sau đây sẽ là lễ ký kết của Evasinh cùng đại sứ thương hiệu ở Đan Mạch. Và Thùy Dương xin được mời đại diện cho đại sứ thương hiệu ở Đan Mạch, ông Nguyễn Khanh. Và Thùy Dương xin được mời bà Đỗ Thị Thu Trang và bà Chu Hồng Liên sẽ cùng lên chứng kiến. Các bạn, hôm nay là Evasinh đã chính thức ký hợp tác cùng với đại sứ thương hiệu, đó là anh Khanh và chị vợ anh. Tên hơi khó nên là em vẫn mình vẫn gọi chị là chị Loan, thế cho dễ. Ok. Để mong muốn là mọi người nếu ai mong muốn mà đi Đan Mạch, lương khoảng 1.700 đến 2.000 đô thì có thể liên hệ với sếp, sếp sẽ tư vấn và hướng dẫn để đi được Đan Mạch. Mọi người chú ý nhá. Hôm nay chính thức ký kết rồi. I'm looking around and there's booty everywhere, up and down and round and round. Vâng, và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay lớn thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho phần ký kết hợp tác giữa Evasinh cùng đại sứ thương hiệu Đan Mạch. Một lần nữa xin được chúc mừng và với hai phần ký kết hợp tác giữa Evasinh với thương hiệu từ Hàn Quốc cũng như thương hiệu từ Đan Mạch, chúng ta có thể thấy là một cái cơ hội việc làm rất mở rộng cho các bạn học viên từ các khóa của Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Evasinh, và xin được trân trọng cảm ơn. Thùy Dương cũng xin được mời ông Đinh Quang Hòe, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nán lại sân khấu để cùng đến với phần ký kết tiếp theo.